kem chống nắng, kem chống nắng. Review chi tiết kem chống nắng Skinavit liệu có đáng đồng tiền bát gạo và có nên sử dụng hay không? Cùng tìm hiểu xíu có video ngày hôm nay. Hello, Báo Xíu đây. Và hôm nay thì Báo Xíu sẽ review một em này mới ra mắt của nhà Skinavit. Không biết là nó có dùng có ok không. Vẫn như mọi khi sẽ review chi tiết từ bao bì sản phẩm, bảng thành phần, cảm giác bôi và cái option trên nhãn nó sẽ hợp với ai, ai nên dùng, ai không nên dùng và đánh giá tổng quan chi tiết. Ok, đầu tiên thì đó sẽ là bao bì sản phẩm. Khi mua sản phẩm làm đẹp mà bản thân cái sản phẩm đó lại không đẹp thì mình nhìn mình đã không muốn làm đẹp rồi. Cũng không khác gì gọi là một cái trường năng lượng xung quanh ấy. Cầm một sản phẩm xấu đến tay thì mình không thích. Đầu tiên là về thiết kế của sản phẩm này thì không biết các bạn đánh giá nào, thì Báo Xíu đánh giá nó khoảng 6 điểm trên 10. Tại sao thì ở 6 điểm? Thứ nhất, nếu mà thiết kế này thì nhìn nó rất đơn giản, đơn điệu, bị đơn điệu quá, điểm trừ sẽ là rất đơn điệu đấy. Thứ hai nữa là cái bông hoa này nó cảm giác như là mình, tóm lại là thiết kế nó không được đẹp và các cái chữ nó hơi thưa nhau quá, thiết kế là bị điểm trừ. Thứ tiếp theo là ở phía bên trong cái lọ thiết kế nó có cái gì hay, thì thứ nhất đó là cái nắp, thì có cái nắp thì Báo Xíu thích nhất, bởi vì nắp này là nắp nhựa trong, thì so với những cái nắp nhựa bóng ấy thì mình không thích lắm, vì cái nắp nhựa song sần thì cảm giác nhìn nó sang hơn. Chỉ có phần chê là cái bao bì thiết kế thôi, và bao bì thiết kế thì mình không có ưng lắm, nhưng mà cái nắp thì khá ok rồi. Tương tự thì bao bì ở vỏ hộp thì trước sau nó sẽ như nhau như này, và có một cái tem siêu niêm phong Skinavit ở phía đầu hộp thì bạn cũng có thể xem đó. Và mặt bên trái sẽ là text bằng tiếng Anh, bên phải là tiếng Hàn. Ok, bao bì không đặc biệt lắm. Thang số 2 là đánh giá bảng thành phần. Thế thì khi mà mình mua sản phẩm thì đánh giá xem là cái bảng thành phần này option nó có hợp không, đúng không? Thì chúng ta xem tiếp. Trên vỏ hộp nó sẽ ghi chữ là Broad Spectrum, nghĩa là chống nắng phổ rộng. Tuy nhiên thì nó không ghi cho mình xem là tip da nào nên dùng hay là những cái option đặc biệt khác của sản phẩm. Nên là mình sẽ xem bảng thành phần để khuyến cáo cho các bạn vậy. Về chỉ số thì SPF 50 thì đương nhiên rồi, chỉ số SPF thì mình không cần bàn nữa, 50 là ok rồi. Thì trong cái kem chống nắng mình cần check cái gì? Các bạn nhớ lại video trước, hai thành phần quan trọng nhất là gì? Thứ nhất đó là ginseng oxit và thứ hai là avobenzone. Vì kem chống nắng quan trọng nhất là nó phải bảo vệ được UVB, UVA. Thì UVA bước sóng dài, cái tia mà gây lão hóa, thì chỉ có hai thành phần thôi, nên mình phải kiểm tra xem, ưu tiên kiểm tra trước để xem là nó có hay không. Đó thì mình sẽ xem. Thì trong bảng phần này, đầu tiên là nước này, các thành phần hút ẩm này, rồi dipropylene glycol. Ok, thì có thành phần kem, có cái dòng ở đây là butin methoxy dibenzoimethan. Ok, thì đây chính là cái tên viết dài của avobenzone. Như vậy kem chống nắng này chống UVA bằng thành phần hóa học. Ok, rồi kiểm tra tiếp bên dưới thì không có kẽm, như vậy có nghĩa là không có kẽm đâu, vẫn chưa thấy kẽm đâu. Có nghĩa là kem chống nắng này dùng cái chống UVA là bằng avobenzone, tức là ok rồi. Thứ hai đó là về thành phần khác thì sẽ có cái gì? Có octosilen, rồi octosilen chống được UVB. Còn gì nữa không? Các bạn thử kiểm tra xem. Octopentasilan, rồi ok, gần như là dùng hai thành phần chính. Ok, ethinhexin salicylate. Ok rồi, như vậy là sẽ có hai thành phần chính nhé, còn lại những thành phần khác thì nó sẽ là phụ thôi. Như vậy để chống được cái tia UVB thì nó sẽ dùng là octosilen, còn UVA thì sẽ là avobenzone. Tra tiếp xuống bên dưới xem còn cái gì nữa không, thì bảng thành phần có thêm cái silica. Silica này mục đích là kiểu để nó tạo ra cái lớp, cái phim của nó không bị bóng quá. Rồi còn gì nữa, thành phần dưỡng ẩm sản phẩm này có dipropylene glycol. Ok, nhưng bên dưới thì có thêm niacinamide này, có glycerin này, bên dưới cùng thì có thêm là cái vitamin E, tocopherol acetate. Như vậy với cái bảng thành phần như này thì chỉ số chống nắng là ok rồi, về cái hoạt chất chống nắng cũng được. Tuy nhiên thì mình check xem là vậy thì với bảng thành phần này mình nên dùng cho tip da nào. Thì cái kem chống nắng này thì dạng của nó là dạng, mình sẽ bóc thử này, dạng của nó sẽ khá là đặc như này, thì nó sẽ giống như là cái kem này hơn. Thế thì chống nắng dạng cream thì có ưu điểm gì? Ưu điểm đó là nó sẽ có cái khả năng giữ ẩm luôn. Còn cái nhược điểm thì nó sẽ cảm giác nếu mà da mà bôi thì mình sẽ lo là bị bí và bị lên mụn, đúng không? Thì mình sẽ check vào thành phần nhá, mọi người cùng nhau dò này. Báo Xíu sẽ để luôn cái bảng thành phần đây, thì bạn cũng sẽ tra lại cái bảng trong video hôm trước, hoặc là đây có bảng này luôn, mình tra xem là có dính cái thành phần nào không. Thì trong bảng thành phần này thì sẽ có một cái thành phần duy nhất, đó là glycerin stearate, thì nó ở giữa bảng thành phần. Thì ở giữa thì nồng độ nó cũng không cao lắm, thì cái sản phẩm này ở nhóm số 3 có khả năng gây mụn. Như vậy với nguyên tắc là số 3 thì mình có thể dùng được, nên là nó cũng không vấn đề lắm. Có nghĩa là sản phẩm này có thể dùng cho da dầu mụn ok. Tuy nhiên thì các bạn phải tự test đánh giá xem là mình dùng có ổn không.
Còn bác Siêu thì đã test sản phẩm này được một thời gian rồi thì nó cũng tương đối là không bị gây mụn đâu. Sang phần số 3 là cảm giác bôi. Quan trọng nhất là khi bôi, cảm giác bôi nó có thoáng không? Cái lớp fitness khi bôi lên nó có tạo màu không? Nó có căng mịn không? Thì bây giờ mình sẽ bôi. Đó. Đây là đầu tiên là sẽ bôi test da tay trước nhá. Các bạn lưu ý là kem chống nắng mình sẽ không xoa này, mình sẽ không xoa kiểu vê viên này, mà mình sẽ phải vỗ. Đó, mình sẽ phải vỗ, nhớ là vỗ. Rồi. Khi mà thoa lên tay thì đầu tiên thì kem chống nắng nó khá là trắng bệch này. Đó, nhưng mà khi vỗ thì thử xem bao lâu nó sẽ hết. Nên với lượng kem lấy nó cũng hơi nhiều. Đó, mình sẽ vỗ nhá, vỗ. Sau khi vỗ khoảng tầm gần 1 phút thì nó sẽ không còn cái màu nữa. Cái vết fitness nó sẽ như này, nó là kem chống nắng không màu. À ok, như vậy những bạn nào mà muốn lên tông một chút thì có thể là mình phải dậm thêm một cái chút phấn trang điểm. Thực ra thì có thêm chút phấn trang điểm nó cũng sẽ hút dầu, nó cũng đỡ làm cho da mình bóng nhờn hơn. Thì kem chống nắng này khi thoa lên nó sẽ không có tông, không có màu, gần như là không màu luôn. Rồi. Về mùi hương thì nó hơi thơm nhẹ một chút. Nó hơi thơm nhẹ giống mùi mỹ phẩm. Ừ, chứ nó không bị hắc lắm. Mùi hương thì chịu thấy là nó cũng không bị hắc lắm. Như vậy các anh em nam giới thì cũng có thể dùng được, chứ không phải là mỗi nữ, vì nó không lên tông. Nhớ, như vậy bạn nào thích lên tông thì nên chọn cái loại khác. Bạn này nó không lên tông, hoặc là phải dậm thêm một chút phấn trang điểm thì nó sẽ lên tông. Thì khi bôi mặt thì như nào? Mình sẽ test thử luôn, bôi mặt thử xem nào. Thì sẽ test thử một vùng má nhé. À, các bạn đã biết cách lấy kem chống nắng này thì lưu ý này, với dạng kem thì mình rất đơn giản, mình sẽ bóp ra tay này. Đó. Ok. Với kem chống nắng thì mình sẽ ước lượng là khoảng 1,5 nốt. Ok, như này là vừa. Đó, khoảng 1,5 nốt ngón tay như này. Gần 2 nốt ngón tay như này thì sẽ đủ. Đó, gần 2 nốt. Cũng nhiều chứ đúng không? Ok, rất là nhiều đấy. Rồi, thì bây giờ này bác sĩ sẽ test bôi một phần mặt thôi nhá. Nếu mà vỗ hết lên thì sẽ hơi lâu. Đó, mình sẽ vỗ thử nữa. Rồi, sẽ bôi thử lên mặt. Đó, dùng hai ngón tay vỗ thôi. Mình không thích dây tay nhiều lắm. Đó, từ. Thế mình sẽ phải vừa xoa vừa nhìn cái gương, các bạn thấy không? À, bên mặt này. Ok. Mà không có gương thì rất khó để thoa. Các bạn phải lưu ý là nếu mà các bạn bôi vào mắt thì nó sẽ thể chảy vào mắt, nó sẽ hơi bị khô một tí. Ok, mình đã gần thoa xong lớp kem chống nắng, các bạn thấy là nó cũng khá là dày đúng không? Nhưng mà thoa một lát thì nó sẽ không để lại vết nữa. Trung bình thì kem chống nắng mình vỗ nó sẽ mất khoảng tầm 1 đến 2 phút đấy. Đó, với cái lượng kem nhiều thế thì chúng ta nên tách đôi ra, tách đôi lượt làm ra. Đã nhờ Caramel quay video để cho các bạn xem một cái cận cảnh. Thì không biết là còn không? Còn không Caramel? Đấy, check xem còn không? Đã hết chưa? Còn đâu nữa chỉ nhỉ? Ở mũi à? Ok rồi. Đó. Còn đâu Caramel có thể check bao xíu nhá. À, check xem nó còn đó. Hết chưa? Ok, đó khá là mịn rồi. Như vậy là một cái lớp như thế thì mình bôi lên thì cảm giác nào thì mùi hơi thơm một tí. Cũng không bị, cũng không ngửi thấy mùi đâu. Đưa tay lên mũi thì có ngửi, có mùi thôi, còn lại không có. Đó. Thì với một lượng kem chống nắng mà nhiều như vậy thì bác sĩ ước lượng nó khoảng tầm 0,8 gram đấy. Thì mình bôi với cái tip này là 70 gram thì mình sẽ bôi hết trong bao lâu? Mỗi lần là 0,8 thì 70 thì khoảng 90 lần. 90 lần bôi là hết. Với nếu mỗi một ngày bôi khoảng 2 lần đi. 2 lần mình lần dậm lại thì không cần bôi nguyên như thế. 90 lần mỗi lần 2 đi, khoảng 45 ngày đúng không? Trung bình là khoảng 30 đến 45 ngày. Tức là 1 tháng rưỡi thì nó sẽ hết một tip này, 1 tháng rưỡi. Nếu bạn nào mà bôi cổ, bôi tay thì nó sẽ nhanh hết hơn. Thì bôi thì bác sĩ thấy là cảm giác khi bôi lên nó cũng sẽ hơi bóng một chút. Đó, thì sẽ ngồi thử xem là từ giờ đến trưa như nào. Thì những hôm trước bác sĩ bôi thì đến trưa thì cảm giác da nó hơi sạm hơn một chút. Đó, không biết là do lý do gì nhưng mà cảm giác như thế. Thứ hai nữa là về cái chỉ số này thì nó sẽ rất là hợp với là mình ngồi văn phòng hay là đi lại di chuyển. Tuy nhiên thì nó không có cái option là chống trôi nước. Thì những bạn nào mà da quá nhiều mồ hôi thì cũng cân nhắc. Thứ hai là mình test thử xem. Thì hôm sau bác sĩ sẽ lên cái video là mình sẽ đi ngoài trời nắng luôn, hay là đi giữa mồ hôi, hay là dùng nước. Đó, để test luôn cho các bạn xem là nó có hợp không. Ok, mình sẽ lấy luôn nước nhé. Thử xem là sau 3 phút ngồi quay như này mà cho nước vào nó có bị trôi không. Có lẽ hôm sau mình sẽ làm, bác sĩ sẽ làm cái video test luôn một loạt kem chống nắng nếu mà mình bôi và mình đi đeo khẩu trang ra ngoài đường như nào. Đó. Thì khi mà bôi xong thì cái lớp fitness khi mới bôi nó sẽ không được khô thoáng như bình thường đâu. Sờ nó sẽ hơi bị ẩm một chút. Nó sẽ phải mất tầm 10 đến 15 phút đấy, thì nó sẽ lớp fitness này nó mới khô được. Đó thì đây là điểm chung của các loại kem chống nắng dạng kem, và cái lớp fitness của nó là có thêm giữ ẩm, nó đỡ khô. Ok, thì đây là cái trải nghiệm ban đầu. Đã xem thấy là với sản phẩm này thì hãng đang niêm yết giá là 790.000 cho 70ml, thì nó cũng sẽ tương đương với những kem chống nắng như là Raros hay là Erven hay là những cái hãng tương đương, vì 70ml thì nó cũng dùng được khá là lâu.
70ml nó phải tương đương khoảng 80g, tỷ trọng nó hơi cao một chút. 80g thì nó cũng rất là nặng, khá là lớn. Thì so với những cái khác, ví dụ như là so với tip Zalot đi, Zalot 50ml, cái này thì đó, nhìn thế này thôi nhưng mà nó gấp rưỡi. Đó. Ok, thì với sản phẩm này với giá thành thì tôi thấy nó hơi cao một chút, hơi đắt so với cả thị trường chung. Mà là kem chống nắng của Hàn Quốc nữa thì bạn cũng cân nhắc lựa chọn xem là mình có nên dùng hay không. Thứ hai nữa là về chỉ số thì ok, nó cũng sẽ đạt được tiêu chí. Thứ ba là về cái màu mùi thì nó không có màu và mùi nó thì thơm nhẹ. Cảm giác bôi thì nó cũng sẽ khá là êm dịu, nó không bị cay rát hay là khó chịu. Tuy nhiên thì vì là thành phần là kem chống nắng hóa học nên là khi bôi các bạn sẽ cảm thấy nó hơi bóng một chút trong khoảng 15 phút đầu khi bôi. Và sau khoảng 15 phút thì cái lớp fitness nó sẽ khô đi thì mình cảm giác nó cũng sẽ không bị bóng nhờn quá. Tuy nhiên thì bạn nào mà da dầu thì nó cũng sẽ có khả năng là khi bôi nó không bóng lắm đâu. Thì bác sĩ cũng đã test một thời gian dài rồi, hôm nay là bôi mẫu cho bạn xem là với lượng kem dày như thế thì có đáp ứng được tiêu chí không. Đây là bác sĩ vừa làm xong. Ok, cảm ơn bạn đã theo dõi. Thì nếu bạn nào mà muốn trải nghiệm thì bác sĩ cũng sẽ có cái xin được cái ưu đãi ở trong phần link mô tả. Bạn nào có thể muốn order trải nghiệm thì sẽ có một cái voucher giảm giá ở trong phần mô tả, bạn sẽ bấm vào. Và nếu bạn thích series, đừng quên like, subscribe ủng hộ bác sĩ. Xin chào, bye bye.